Hello, xin chào toàn thể anh em. Và trong video ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới anh em một dòng cần câu lua của thương hiệu Shimano. Đó chính là chiếc cần Shimano Scorpion. Đấy, nói tới Scorpion thì anh em đã biết rồi. Nó là một chiếc cần lua siêu nhẹ. Đấy, với đặc điểm nổi bật là cái cán carbon này. CI4 cực kỳ nhẹ. Cả chiếc cần có hơn 100g thôi. Và nói tới Scorpion thì anh em đều biết là có biểu tượng của con bộ cạp trắng. Đấy. Tuy rằng cái bát máy thì bằng màu đỏ nhưng nó là kiểu biểu tượng của con bộ cạp trắng. Còn khi còn con bộ cạp đỏ thì lại khác. Bộ cạp đỏ là dành cho chiếc khác. Đấy. Đây là bát của máy ngang nha anh em. Rất là đẹp. Còn đây là bát của máy đứng này. Thì bây giờ cùng anh em đi tổng quát về chiếc cần. Đây cho anh em ngắm sơ qua về ngoại hình. Đây là cho anh em biết sơ qua về con cần này. Cần này là bản chất của nó là một chiếc cần hai khúc lệch. Đấy, như anh em đã biết rồi, hai khúc cần thì nó khác, như là khúc ngọn và khúc gốc nó sẽ bằng nhau. Còn đây nó là một chiếc cần hai khúc lệch, nghĩa là phần gốc và phần ngọn có sự chênh lệch về chiều dài. Đấy, như anh em đã thấy thì ở trên màn hình là em giới thiệu với anh em là hai phiên bản máy đứng và máy ngang, thì nó có nhiều những cái model khác nhau. Thì ở trên đây em chỉ nhớ giới thiệu tổng quát về chiếc cần thôi, về những công nghệ của nó thôi. Còn những phần thông số thì em xin phép em chỉ đọc một hai cái thôi. Còn nếu anh em muốn biết chi tiết hơn thì ở phía dưới em sẽ gắn một cái đường link ở phía dưới, anh em vào đây anh em đọc thông số của từng size một. Tại vì ở mỗi size nó có những cái thông số về chiều dài, về tải mồi, tải cá, rồi tải dây nó khác nhau. Đấy, thì trên đây em chỉ nói sơ qua. Còn bây giờ sẽ nói về riêng về phần ngoại hình cũng như là công nghệ để cho anh khi anh em nhận hàng sẽ biết. Còn đâu về phần thông tin em sẽ lên trang chủ, em sẽ ghi chi tiết. Đây con bộ cạp này nó ở trên thân cần luôn. Đây cùng các bác đi về ngoại hình của nó này. Đây phần gốc của chiếc cần máy ngang. Đấy, thì ở trên mỗi cái cần nó sẽ có ký hiệu luôn. Như con này của nó là 652R2. Cái ký hiệu 2 này là hai khúc anh em nha. Thì ở trên thị trường, chính xác là Shimano nó có một cái phiên bản Scorpion, giả sử như là 165R-5, đó là chiếc cần 5 khúc anh em nha. Còn đây là phiên bản 2 khúc. Đấy. Thì ở phiên bản 5 khúc thì em sẽ giới thiệu riêng ở một video nào khác sau. Đấy, bán cán vẫn là carbon. Đây, hàng Shimano chính hãng. Và con này được sản xuất tại Indonesia. Đây anh em có thể nhìn thấy đây. Made in Indonesia. Cái việc xuất xứ của nó thì theo em nghĩ là cũng không quan trọng. Kể cả với những chiếc cần của Shimano mà sản xuất tại Trung Quốc thì em vẫn bán rất là nhiều. Đấy. Tại vì khi anh em đã chơi thì sẽ hiểu. Đây và những cái công nghệ của nó. Và trước tiên con này là được sản xuất bằng chất liệu carbon HVF. Đấy, theo công nghệ này nó có hai cái phần công nghệ được in chìm ở trên thân cần này. Đấy. Spyro và hai Power X này. Đấy. Ở những chiếc cần đơn giản á, thì nó chỉ có cái công nghệ hai Power X này thôi này. Còn đây là những chiếc cần mà tương đối chất lượng thì nó sẽ có thêm cái công nghệ Spyro rồi. Đấy. Đây phần ngọn nó thì được làm phần gốc cũng được có ký hiệu của chiếc cần nha, và phần ngọn cũng vậy. Đây, ngọn thì làm carbon xoắn đích này, anh em có thể nhìn thấy rất là rõ, đó chính là công nghệ Spyro. Rất là xoắn đích, rất là đẹp. À, phần khoen này thì em cũng nói luôn là khoen xứ xích và cái kiềng nó là kiềng inox. Đấy. Không dí xét. Còn cái xứ này là xứ xích.
Cán thì là cán CI4. Nó còn hơn cả hơn cả bát Fuji nha, bát Fuji không ăn được cái bát này đâu, bát này là độc quyền của Shimano. Ở đây là ngon. Đấy, tất cả được làm bằng xứ xích. Đây, anh em có thể nhìn thấy xứ xích nó có màu xám bóng. Rất là đặc biệt, rất đặc trưng. Đây là chiếc cần máy ngang. Còn tiếp theo em sẽ giới thiệu một chiếc cần máy đứng. Đây cũng là một phiên bản máy ngang nha. Đấy, phiên bản này thì ở với cái để nó hai cái thì nó cái độ lệch nhau giữa hai khúc nó khác nhau này. Em so sánh giữa hai chiếc cần máy ngang trước nha. Đây, chiếc này là chiếc 1 và chiếc này là chiếc 2 này. Đấy. Anh em thể nhìn thấy chiếc này thì cái đoạn gốc nó ngắn lên đây thôi. Còn chiếc này đoạn gốc nó tận lên đến đây. Đấy, để cho từng phiên bản để cho anh em có thể dễ lựa chọn thôi mà. Thì cái đấy ở phần thông số em sẽ cập nhật sau ở dưới bài viết ở trên website đồ câu chính hãng.vn. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp với chiếc cái cần máy đứng. Đây. Vẫn là bát carbon IC4. Đây, vẫn là cái hiệu con bộ cạp này. Cầm cái cần lên rất là nhẹ, tuy nhiên là rất là phê. Ở đây là khoen của nó, khoen máy đứng này. Ngọn của em nó đây. Xoắn X. Đấy, và anh em vẫn nhìn thấy cái xứ xích nó màu xám bóng. Đấy, cái hiệu Fuji ở đây. Cái này chắc không cần phải nói nữa rồi. Và tất nhiên là vẫn là made in Indonesia. Đây, cần thì được trong một cái túi chống sốc rất là đẹp của Shimano này. Đấy. Đấy, và trên mỗi cái túi thì nó có một cái hiệu riêng của chiếc cần. Đây, như chiếc này là 2651R2 này. Đấy, và có mỗi thông số của nó sẽ ở đây. Đây, và bây giờ em sẽ xin phép được đọc cái thông số của một hai chiếc nha. Giả sử như đây là chiếc này là 2651R2. 26L512 chính là chiếc này. Cái máy của em lấy led rất là khó đấy. 2651R2. Đây, em sẽ bảo hắn ra ngoài để quay trực tiếp. Đấy, nó chính là chiếc này này. Đấy, ngọn nó trên kia. Đây thì cái phần thông số của nó sẽ là như thế này. Chiều dài là 1m98 và số khúc là 2. Đấy, thì như lúc em giải thích rồi, ở đây là ký hiệu 26L1-2 này, nếu mà -5 thì nó sẽ là 5 khúc. Đấy. Và khi thu gọn, đây số khúc 2 này, khi thu gọn là 1m30. Nghĩa là cái phần ngọn của nó là 1m3. Thì anh em lấy 1m98 - 1m3 thì phần gốc của nó rơi vào 60 hoặc 65 nha anh em nha. À, 68 chứ vào là 70 đấy. Phần gốc của nó sẽ là 70cm. Và cân nặng của chiếc cần này là 117g. Đấy. Và tải mồi của nó là từ 5 đến 15g. Đấy, 3 phần 16 đến 1 phần 2 OZ này. Đấy, tải lin là 5 đến 12 LB. Hàm lượng carbon là 98,7%. Đấy, thì còn phần gốc này nữa mà. Đây. Và công nghệ này, hai công nghệ xoắn X và công nghệ bát IC4 bán carbon. Đấy là chiếc 2651R2, nó là cần máy đứng. Đây, em sẽ đọc một cái cần máy ngang nhé. Đây, tiếp theo em sẽ đọc chiếc 17113R2. Đây, một là ký hiệu của máy ngang mà. Đây chính là chiếc này luôn nha. 17113R2. Đây thì phần thông số của nó đây. Phần này thì cái số sự chênh lệch giữa hai khúc nó giảm đi.
Đây, chiều dài của nó là 2m41, số khúc là 2 và khi thu gọn là 1m3. Thì như lúc nãy em đã nói rồi, anh em lấy 2m41 trừ đi 1m3 thì ra cái số phần ngọn của nó sẽ là 1m11. Đấy. Và cần này trọng lượng là 165 g. Đường kính ngọn là 2,1 mm này anh em này. Và tái mồi là từ 10 đến 40 g. Con này tái hơn tương đối nặng nha. Ngọn lớn. Ngọn 2,1 là ngọn lớn đấy, và tái mồi này. Và tái dây là từ 14 đến 30 lb. Đấy. Và hàm lượng carbon vẫn là 99,1%. Đấy, thì nó có nhiều cái phần thông số model đó. Thì đây là em xin phép em chỉ đọc hai cái thông số thôi. Còn ở những cái thông số đầy đủ chi tiết em sẽ cập nhật trên trang chủ của em là đồ câu chính hãng.vn. Anh em vào đấy để biết thêm chi tiết. Đấy. Đấy, còn anh em xem sơ qua với chiếc cần này. Cần rất là đẹp. Nhẹ. Cầm cảm giác lên là phê luôn. Đây, em thử lắp một cái cần máy đứng lên cho anh em xem. Đấy. Đầu cực kỳ mềm, dẻo. Đây là một chiếc cần máy ngang. Bát màu đỏ. Cán là bần. Nhưng mà cán này rất là cứng nha anh em nha. Nó không như là các cán mút khác đâu. Cán này rất là cứng. Đấy, anh em thì nhớ bóp gần như không lún, không lún, nó cứng lắm. Rồi, trên đây thì em xin giới thiệu sơ qua về chiếc cần Scorpion của thương hiệu Shimano, một trong những chiếc cần rất được nhiều anh em ưa chuộng. Đấy, thì hôm nay em cũng xin phép được giới thiệu cho anh em. Thì anh em nào muốn xem hàng trực tiếp thì đến địa chỉ 37 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể đặt hàng online, em sẽ ship hàng tận nơi. Và nhận hàng thì các bác được kiểm tra đúng thông số, đúng mô tả, đúng hãng thì anh em nhận, không đúng không nhận. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.